chào bác nha, thì ngày hôm nay cũng là rất vui mừng đi lắp cho một chị rất là xinh gái một bộ mic karaoke không dây anh em nhé. Cho bác cùng lát nữa thì em sẽ cho bác cùng cảm nhận cái chất âm của hai dòng mic rất là hay, rất là chất lượng đến từ thương hiệu CIF các bác nhá. Đây là những cái sản phẩm cho ra chất âm hay mà phục vụ các bác hát karaoke rất là tuyệt vời các bác nhá. Còn bây giờ thì em sẽ lên xe và chuẩn bị đến nhà chị ấy lắp đặt cho một chị gái này các bác nhá. Vâng, thì chị ấy cũng chia sẻ với em là cũng mua ở những cái đơn vị âm thanh ấy, cung cấp những cái dàn âm thanh nhà chị ấy cùng thì cũng ngót nghét cũng gần 100 triệu rồi mà hát thì chất âm nó cũng chưa được hay lắm. Thì em cũng nói với các bác rất nhiều clip rồi, thực sự là tiền bỏ ra thì có thể là mua hàng xịn được, nhưng mà hàng xịn nhưng mà không biết căn chỉnh thì nó cũng chỉ hàng bình thường thôi các bác nhá. Đấy, hàng xịn nhưng mà cũng phải do kỹ năng căn chỉnh rất là nhiều. Trước khi vào cái ngành âm thanh thì chúng em cũng phải học là rất là nhiều những khóa học về căn chỉnh về những cái thiết bị âm thanh các bác nhá, từ cơ bản đến hàng cao cấp đến những cái gọi là cũng phải có cái làm bất cứ cái gì thì cũng phải có học tập thì mình mới có thể làm tốt được cái công việc của mình các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ lên đường và chuẩn bị lắp cho chị ấy, một chị gái rất là xinh gái luôn, một cái bộ tai mic không dây đến từ CIF, và lát nữa thì vâng thì em cũng đã đến cửa nhà chị rồi nhá. Đây một cơ sở rất là đẹp luôn. Quen đấy nhỉ. Hát xong thì thấy nào nhở? Cái dàn âm thanh mình xin nâng cấp thế nào chị nhở? Đây là hiện tại thì em đã setup và nâng cấp cho chị là một cái đôi mic không dây với lại một mẫu vang thôi. Còn sau này mà mình có muốn nhu cầu nâng cấp thêm những cái đôi loa nữa thì nó sẽ chất âm nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Mà những cái đôi này thì sẽ phục vụ riêng cho Aerovic của mình. Vâng.